Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Thương Ti Ti Nguyễn. Các bạn ơi, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Mình muốn giới thiệu các bạn biết về cái phòng studio của mình. Hôm nay là cái phòng này nó đã hầu như là đã hoàn thành rồi, cho nên mình sẽ khai trương cái phòng này luôn. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để mời các bạn tham quan một vòng. Không phải một vòng nữa, thật ra là cái phòng này nó nhỏ lắm các bạn, li một vòng là nó đã hết rồi. Với lại mình sẽ làm một cái tiệc nho nhỏ ở đây để mà gọi là ăn tân gia, không phải, gọi là ăn tân studio và mời các bạn cùng ăn chung. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn li một vòng ở đây. Cái phòng này thì cũng khá là ít đồ, mình chỉ mới mua những cái cần thiết thôi. Ở đây mình mua là có mấy cái màn, mấy cái phông màn này nè mấy bạn, là để mình thay đổi mấy cái phông màn đây. Ở đây là cái đỏ với lại cái trắng, này cũng là cái phông màn. Phía sau này là một cái đống đồ gì đó, mấy bạn đừng có để ý tới nó, tại vì hồi trước là cái khúc này là cái chỗ để đồ mấy bạn, mà mình xin mẹ mình cho mình làm cái này thành một cái phòng studio của mình, cho nên bây giờ đồ thì nó vẫn còn chất ở đó nhiều lắm. Đây mình có phông màn, này là phông màn chính của mình, là cái tông xám. Thì hầu như là ở Mỹ cái tông xám này rất là được ưa chuộng mấy bạn. Cái thảm này cũng tông xám luôn đó. Cái này á là mình tận dụng đồ ở nhà rất là nhiều để mà tiết kiệm chi phí. Chi phí mình làm hết cái phòng studio này luôn, là nội thất rồi trang trí này nọ luôn, là chỉ tầm khoảng 600-700 đô thôi. Con gấu này là trưng dụng của con nhỏ em, nó không xài thì mình lấy đó. Còn cái ghế này mình mua ở trong IKEA, giá chỉ tầm khoảng 200 đô thôi, nó đang được giảm giá. Bình thường thì cái ghế này là tới 400 lận, nhưng mà đợt này là nó giảm giá. Cái bàn này cũng đang được giảm mấy bạn, mua chỉ có 30 đồng thôi, thuế này nọ luôn thì chắc khoảng tầm khoảng là 32-33 đồng gì đó. Bộ bàn ghế này là cũng trưng dụng ở nhà luôn. Đây là hai cái bằng của mình, một cái bằng college thì mình lấy ở Mỹ, còn cái bằng đại học này cái thì mình học ở Việt Nam. Đây là bằng đại học ở Việt Nam, học về ngành quản trị kinh doanh, còn cái này là học ở Mỹ, mình mới lấy được hồi năm ngoái, là cái bằng Associate of Science, là cái bằng college ở Mỹ. Đang chờ cái bằng university ở Mỹ, nhưng mà chắc cũng còn phải 1-2 năm nữa mới có. Ở đây là mình có hai cái đèn này. Cái đèn này mình mua trên Amazon rất là rẻ mấy bạn, cũng tầm khoảng 60 đồng thôi. Đó, là mình thấy ánh sáng cũng ok, tại vì ở đây mình có một cái cửa sổ rồi nè. Bình thường thì chúng ta có thể đóng lại nè, hoặc mở lên. Đó, cái này mình muốn lên thì mình chỉ cần đẩy nó lên thôi các bạn. Đó, đẩy nó lên. Nhanh luôn. Đẩy lên là nó hết lên luôn các bạn. Đó, rồi. Thích thì mở cửa sổ ra, ở ngoài nó có cái lưới, thì mình cũng có thể là gió trời vô, mình không sợ bị bụi nhiều. Rồi, cái thảm này mình mua trong Home Depot mấy bạn. Cái này thì cái thảm này là diện tích là như là 8 x 10 inch hay gì á. Ý không phải, 8 x 10 feet. Đó, là tầm giá tầm khoảng là 170 đô. Còn cái cây này thì mình mua lâu rồi mấy bạn. Cái cây này là mình mua từ lúc mình bắt đầu làm YouTube, thì mình mua cái cây này, giá như mình cũng không nhớ nữa. Cái giá này hình như chắc khoảng mấy chục đồng á, thì cũng cỡ 50-60 đồng gì đó. Rồi, mấy cái màn này cũng khá là mắc mấy bạn. Cái màn này á là mua trong IKEA 40 đồng một cặp như thế này. Thuế nữa là lên hình cỡ 42 cái, mà mình mua coi như là 3 cặp. Mấy cái cây này nữa, mấy cái cây treo màn này, mấy cái cục này. Đó là mình tự mua hết rồi mấy bạn, mình tự mua mình gắn hết luôn. Những cái đồ trang trí này á thì con em mình nó mua cho mình. Đó. Đồ trang trí là nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều các bạn, đồ trang trí nè. Tại vì mình không có biết trang trí, mà trang trí cũng chưa có nhiều. Con gấu này cũng là nó cho, mấy cái đồ trang trí nhỏ nhỏ này cũng là nó cho mình. Nói chung là cái phòng này là cũng ok, cũng được khoảng 70-80% rồi. Nói chung là hy vọng sẽ gặp được các bạn nhiều hơn nữa trong cái phòng studio này. Và nếu mà các bạn có những cái muốn cải thiện như thế nào, thì các bạn hãy góp ý với mình. Ví dụ như là mua thêm cái nào ở đâu là thiếu ánh sáng hoặc là âm thanh như thế nào, hay các bạn có thể comment bên dưới để mình dần dần cải thiện cái phòng này cho nó thiệt là hoàn thiện, để cho
chất lượng video được tốt hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho bữa tiệc tân gia của mình ngày hôm nay nha. Đi thôi. Các bạn ơi, hôm nay là mình đã đi chợ mua được mấy con tôm hùm nè, giá rẻ lắm mấy bạn. Đó, con này thì nó để hôm qua mình mua về mình để tủ lạnh thì nó cũng chết rồi. Đó. Tại vì hôm nay mình phải đi học nên mình không có mua được. Mình đi học và ra rồi mình về nhà mình bắt đầu làm được 4 con. Cũng khá là bự ha mấy bạn. Nè, nhìn một cái con nè. Đó. Cái này mình mua rẻ lắm. Tại vì họ đang giảm giá cho mấy con ngọt này nè, là chỉ có khoảng 6 đồng một pound thôi, là tầm khoảng bao nhiêu ta, 300 ngàn một ký. Đó, 300 ngàn một ký tôm hùm mà rất là bự nha mấy bạn. Đó. Ở đây mình mua được một con cua. À, mấy bạn thông cảm nha, mình không có mua đồ sống, mình chỉ mua những cái con mà mới ngọt thôi. Tại vì mình rất là ngại cái việc mà giết mấy con này, cho nên mình sẽ mua mấy cái con mà nó mới vừa vớt ở được hồ lên. Thì người ta thứ nhất là người ta cũng bán rẻ mà mình cũng đỡ sợ. Cái này là bào ngư nè mấy bạn, con này cũng đông lạnh. Đó, bào ngư nè, cái này người ta lấy vỏ ra luôn rồi. Nó bự ghê không, nó bự khủng khiếp luôn. Nhìn giống như là nó còn vỏ luôn nhưng mà người ta lấy ra mấy bạn. Bự rất bất bự nè. Con này thì mình mua 5 con này là giá tầm khoảng là 20 đồng. Cái này là ốc hương. Ốc hương bự nè, thấy chưa? Đã dễ sợ. Cái này cũng tầm có 10 đồng mấy bạn. 10 đồng cái đống ốc hương này rất là bự. Giòn lắm. Ok, bây giờ chúng ta đã có nguyên liệu cho ngày hôm nay rồi, chúng ta sẽ sơ chế sơ sơ rồi bắt đầu ăn tiệc nha. Ok mấy bạn, tôm hùm khi mà rửa xong thì chúng ta sẽ cho qua nồi để chúng ta luộc. Kiếm hết nhà mới được cái nồi bự như này. Còn có con bự ghê. Đó. Cho nó ngập ngập nước. Nè. Con này mấy bạn, nhìn nè. Bự ghê không? Đó. Giá rẻ đó mấy bạn, ăn tôm hùm mỗi ngày cũng được. Rồi, bỏ ra bắt. Đây, con bào ngư này xong rồi nè các bạn, chà rửa trắng nõn luôn rồi nè. Đó, cho qua hấp, đi qua đây, nồi hấp đây. Rồi, chúng ta sẽ để nồi này, chúng ta hấp. Ok. Cái chảo này mình sẽ làm hai món. Đầu tiên là sẽ cho hành với lại tỏi vô. Tỏi này thì mình phi sẵn rồi nè. Chờ cho nó vàng thêm một chút nữa đi mấy bạn. Ok, khi mà tỏi nó đã vàng thì chúng ta sẽ dít một cục bơ siêu to khổng lồ vô đây cho nó thơm. Đó. Rồi. Bỏ ốc vô. Bỏ cua vô. Đó. Ta sẽ làm là cua và ốc xào bơ tỏi. Bỏ lên. Vô mấy bạn. Rồi, đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đảo đều lên cho nó thấm gia vị với thấm bơ tỏi vô đây. Nè mấy bạn thấy gạch cua không? Đã không? Đó, gạch cua nè. Cái mày gạch nhiều lắm nè. Rồi. Kiếm món nhà mới được cái chảo bự các bạn. Hơn là có cái chảo với cái nồi bự mới làm mấy cái món bự bự như thế này. Chúng ta sẽ chờ một chút, đậy nắp lại cho nó chín. Xong. Ok, đồ ăn lên rồi nè mấy bạn ơi. Chúng ta có tôm hùm, có bào ngư, có ốc hương với lại cua. Đặc biệt, cái món mà yêu thích nhất của mình đó chính là cái món nước mắm này. Ôi, nước mắm này là tâm huyết của mình nha mấy bạn. Có thể sánh vai các cường quốc Nam Châu, được coi như là món nước chấm siêu vô cấp vũ trụ. Khi mà mình đã bỏ thêm cái hành phi, mỡ hành với lại cái đậu phộng. Đó, nhìn rất là hấp dẫn. Ăn rất là ngon, nguyên một mâm đây.
À, nhiều rồi ăn quá bạn ơi, không biết ăn món gì trước đây. Đầu tiên chúng ta sẽ dắt chanh vô trước cái đã. Thiệt, hôm nay đúng là một bữa tiệc hải sản thịnh soạn ăn mừng Tân Studio. Thì cũng như mình đã giới thiệu là cái phòng này hồi xưa nó là cái nhà kho của nhà mình mấy bạn, xong rồi mình cũng tự tự lực cánh sinh của mình. Thứ nhất là mình tự mình nhờ mẹ xin tiền mẹ để làm mua vật tư làm cái nhà kho thành cái phòng studio. Cái thứ hai là mình tự nhờ ba mình sửa chữa, tại vì tiền công ở bên đây rất là mắc, cho nên ba mình sẽ mua vật tư về ba mình làm, thì mình tự nhờ ba. Sau đó mình cũng tự mình đã nhờ hai cameraman ở nhà mình phụ ba mình sơn sửa rồi dựng tường dựng vách với lại dựng trần nhà các thứ là hai cameraman sẽ làm. Rồi sau đó mình cũng tiếp tục mình tự mình luôn, mình sẽ tự mình nhờ con em mình trang trí cái phòng với lại mua đồ vật các thứ về gắn lên làm cho mình một cái phòng rất là đẹp. Rồi mình cũng tự xin tiền mẹ mình để mình làm luôn. Nói chung là everything mình đều tự làm hết, các bạn có thấy mình giỏi hay không? Yeah! Đó đồ vậy thôi, chứ thật chất là cái phòng này là mình thấy là nó rất có ý nghĩa với mình, là tại vì tất cả các thành viên trong gia đình của mình đều chung tay làm cái phòng này chứ không phải là nhờ người ngoài làm. Cho nên cái phòng này rất là quý, cho nên mọi người rất là đặt kỳ vọng vô mình á. Đó, giống như dạng vậy. Cho nên hôm nay là mình sẽ ăn một bữa tiệc tân gia rất là hoành tráng để cho mở hàng cái phòng này thiệt là hên luôn nha mấy bạn. Rồi bây giờ mời các bạn nhập tiệc nha, không biết ăn món gì trước đây. Thôi khai trương trước con tôm hùm đi nha. Ăn con tôm hùm trước nha. Nè, con tôm hùm bự quá, không biết ăn nổi hay không nữa nè. Trời ơi, quá trời bự luôn. Wow, cái gạch của nó không biết có nhiều hay không đây. Đây. Wow, gạch nó nè mấy bạn, nhiều lắm, nhiều gạch lắm nè. Đó, banh cái này ra ăn cái gạch rất là đã. Tôm hùm là chủ yếu là chúng ta ăn cái phần đầu của nó là ăn gạch thôi mấy bạn. Ngon quá. Ngon quá, béo quá, gạch béo lắm. Cái này mình chấm với muối tiêu chanh nha mấy bạn. Muối tiêu chanh nè, mình để đây nha. Wow, béo quá trời luôn. Ngon quá. Nè, gạch rất là nhiều. Nó gớt à, nó gớt gạch ra nè mấy bạn. Wow, béo quá. Nó gớt gạch cục cục luôn. Quá ngon. Để coi trong này cái thịt nó nhiều không nha. Chết rồi, mình cắt cái thịt nó luôn rồi mấy bạn ơi. Cái thịt nó nè. Đó. Rất là ngon. Mình cắt trúng cái thịt nó nên nó bị tách làm đôi. Ngon quá. Hôm nay là toàn là mấy món mình thích thôi mấy bạn. Mình tự hưởng cho mình mà mình phải ăn mấy món mình thích chứ. Cái phòng này xây lâu lắm, mình chuẩn bị kỳ công cả năm trời. Ngon quá, ngon quá. Nhiều thịt quá trời luôn à. Ngon quá. Hai cái càng để ăn sau rồi, làm biến mỡ quá. Ngon. Cạnh nó rớt nè. Ngon quá. Hôm nay á, mình đi chợ mua cái mâm này nè. Có khoảng là dưới 200 đô hả bạn, là vừa có tôm hùm nè, đầu ngư nè, cua nè, ốc hương nè, rồi rau gia vị này nọ, là tầm khoảng
Dưới 200 đô là còn chắc mình nghĩ là chắc chừng 150 à. Đó. Nè, bào ngư nha mấy bạn, ăn bào ngư nha. Nãy luộc hơi lâu cho nên nó hơi teo mấy bạn. Cái này mình chấm với nước mắm nè. Nước mắm này là mức mắm mình thích nhất đó mấy bạn. Cái này mình học nghề được của cái cô bán ốc ở bên Việt Nam là bỏ thêm đậu phộng với lại cái hành mỡ hành vô nè, rất là ngon. Rất là ngon. Ôi, thật cứ dày. Ngon quá. Dưa leo. Ngon quá. Thật nó ngọt không mấy bạn? Con này ăn nó hơi dai dai. Ngon quá. Công nhận chấm với cái nước mắm này là đúng đúng bài luôn á, quá ngon. Con nó bự ghê luôn các bạn. Ngon quá. Cắn ba lần bự mà cũng không hết nổi. Ngon quá. Cái dưa leo này nó nhỏ mà nó ngon lắm mấy bạn. Nó rất là giòn. Phê ảo lòi. Ăn cái mai cua nha mấy bạn. Cái này là mình muốn làm nó hơi khét khét cho nó thơm á. Nó cũng có gạch nữa. Mà tính làm hơi hơi thôi mà hình như nó hơi quá rồi. Nhưng mà nó cũng còn. Con cua này không biết con cua gì. Mua con cua này mười mấy đồng mấy bạn, 12, 13 đồng gì á, cũng rẻ. Ốc hương nè bạn, ốc hương nè, ốc này mà nó không ghi ốc hương là mình cũng không biết là ốc hương luôn á, mình thấy nó quá bự. Tại thấy ốc hương ở Việt Nam nó nhỏ quá mấy bạn. Mà ốc hương ở Việt Nam hình như nó có cái bông 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 á, còn con ốc hương này là nó trơn, nó màu máy á nè. Đó, ngon ghê. Bỏ cái phần ruột của nó ra. Mình ăn cái phần đầu rồi mấy bạn. Hơi kén ăn chút xíu cái khúc này. Thường là người ta ăn hết luôn cái phần này luôn, nhưng mà mình thì mình bỏ ra. Chấm với nước mắm này là phê tê tái luôn á. À, quên được cái cục mà đậu phộng với lại mỡ hành nhiều á.
Ngon quá. Ngon mấy bạn. Hôm nay ăn từng da. Yeah. Nè. Ăn có mình à. Tính rủ con nhỏ, nhỏ em á, nhỏ camera girl ở nhà ăn chung mà hôm nay nó đi làm à. Ngon quá. Mình với nó cái giờ nó hơi trái với bạn cho nên ít gặp. Gặp bữa tối thôi. Đồ chua này mình mua luôn nè mấy bạn. 6 đồng một pound. Và cỡ 300 ngàn ký á. Giá đồ chua mà bằng giá tôm hùm luôn. Sốc không? Tôm hùm này cũng 6 đồng pound rồi. Ngon lắm. Giờ này mọi người đi học đi làm hết rồi các bạn. Mình thì mình mới đi học về nhưng bây giờ mình ở nhà có mình à. Con em mình á thì nó hết học buổi trưa hơn thì nó không có dậy sớm nổi thì nó học buổi trưa, còn mình thì mình hết học buổi sáng hơn để trưa mình về mình có thời gian mình ngủ trưa rồi mình dậy mình học bài. Thì cho nên lúc mà mình về nhà rồi là nó đi học mất tiêu, còn lúc mà trước đó là mình đi học thì nó ở nhà nó còn nằm ngủ á. Cho nên mình nói là trái giờ mình không có mời nó ăn được cái bữa này. Ngon quá. Ăn tiếp con tôm mấy bạn ơi. Quá trời no luôn. Mà cũng quá trời ngon luôn. Cái này chắc chỉ ăn cái mình thôi, không ăn cái đầu nữa. Không biết cách sao cho nó không dính. Ồ nó chảy nước. Không dính cái mình để mình lôi ra nãy mình cắt. Xứng vô nó bị cái mình nó bị tách làm đôi luôn mấy bạn. Nguyên lôi được con nè mà nó còn đứt cái đuôi rồi mấy bạn ơi. Chấm muối tiêu chanh nha. Con này hồi nãy mình tính là hai con mình sẽ hấp, một con mình nướng phô mai, nhưng mà làm biến quá cho nên làm hấp hết luôn. Mà ăn cũng ngon lắm. Ngon quá. Thấm nước mắm thử coi. Thường là cái tôm này mình chấm muối tiêu chanh, hôm nay thử chấm nước mắm. Bí kíp của mình. Công nhận là món nước mắm siêu cấp vũ trụ, chấm cái gì cũng ngon. Quá là tâm đắc. Ngon quá. Cái đầu tôm nó gặp nhiều mấy bạn, ăn nhiều sẽ bị cholesterol. Chấm cái này. Ngon quá.
Quá xa đã. Ngày nào mà cũng ăn chỗ này chắc mai mốt hả? Chuẩn tháng rồi, bạn gì mình không ra luôn á. Mà chắc cái này cũng không mập nhiều tại vì nó không có tinh bột á, nó hải sản thôi. Mà ăn nhiều là sẽ bị dư canxi, bị sạn thận. Ngon quá. Hồi sáng nhà mình nhịn đói các bạn, để mình có sức ăn cho nó phê, cho nó đã. Mình để bụng để mà mình ăn cái mâm này nè. Tại cái mâm này là mình bữa giờ mình đang mong ngóng cái mâm này dữ lắm, tại là toàn những món mình thích ha. Mà công nhận á, lâu lâu ăn lại mấy món hải sản này nó đã, thiệt là đã luôn á. No quá mấy bạn ơi, vẫn còn nhưng mà ăn không nổi nữa rồi. Ok, vậy là video này sẽ kết thúc tại đây nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã hôm nay dành thời gian ra âm tân gia phòng studio chung với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, nhớ subscribe, like và share. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở chuyến đi kế tiếp nhé. Bye bye!